Xin chào các bạn, hôm nay mình làm salad từ bắp cải nồi. Bắp cải này ở Đức bán rất là nhiều và bán rất là rẻ. Thì mình sẽ bình thường mà nếu như mình muốn ăn chua thì mình muối, nhưng mà muối thì nó mất khoảng 2 ngày 3 ngày mới chua. Còn nếu mà mình trộn kiểu này thì trộn xong mình có thể ăn ngay được. Thì trước tiên mình sẽ bào bắp cải ra thật mỏng, khoảng 2 mm, bào rất là mỏng như thế này. Nếu bạn nào ở Đức thì nên mua cái bàng bào của Gefro này. Cái bàng bào này xài rất là thích, mình có thể chỉnh được cái mỏng và cái dày, mình có thể chỉnh bào mỏng và bào dày, và cái lưỡi dao rất là bén, cho nên mình xài rất là ok. Mình có thể bào bắp cải, nói chung là bào nhiều thứ, và nó có một cái lưỡi dao rạng dạng răng cưa nữa, mình để mình bào giống như thành sợi nữa. Đây, mình bào ra mỏng như thế này. Và đây là cải mình đã rửa rồi nè, đã bào và đã rửa rồi. Bây giờ mình sẽ trộn. Khi mình trộn xà lách thì mình chỉ cần tiêu, mình chỉ cần cho tiêu nè. Này là tiêu hột mình xay ra. Cho muối. Muối thì mình cứ làm sao cho vừa ăn ha, cho đường. Salad bắp cải thì mình cho hơi nhiều đường chút xíu. Và mình sẽ vắt chanh. Giờ nó chưa đi. Đây là chanh nha, mình vắt nước chanh vô. Hol mal raus, ganz raus. Ich will Handschuhe. Nein, das ist schon kalt. Was soll ich hier nicht schneiden? Zum Tisch rüber. Ja, zum Tisch. Đó, cái này mình làm, mình vắt gần một trái chanh. Trái chanh này, trái chanh vàng, chanh lớn. Nên nếu mà mình vắt chanh của Việt Nam mình thì chắc là nếu mà trái to thì một trái, còn trái nhỏ thì vắt hơn một trái. Và salad, bao giờ trộn salad mình cũng phải có dầu. Một muỗng dầu, 2 muỗng ăn dầu, 3 muỗng ăn dầu. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Những cái món xà lách trộn này làm mình làm rất là nhanh, và mình có thể làm từ nhiều thứ, làm từ bắp cải, làm từ cà rốt. Bình thường các bé nhỏ nhà mình không ăn, không thích rau luộc, nhưng mà xà lách mình trộn lên thì lại ăn rất là nhiều. Trộn salad không hề khó, làm rất là nhanh, và mình ăn cơm thì rất là dễ ăn tại vì nó có vị chua, vị béo. Cái cải mình thái càng mỏng thì ăn nó càng thấm nhanh. Còn nếu như mà mình thái dày thì phải chờ, làm xong phải chờ khoảng chừng nửa tiếng ăn mới ngon.
Còn nếu mà làm nhiều mình có thể dùng tay mình bóp, nó cũng sẽ nhanh, nó sẽ nhanh thấm hơn. Ăn thử xem vừa chưa? Vừa rồi. Đó, rất là nhanh và bây giờ mình đã làm xong rồi nè. Đây. Đã xong salad bắp cải. Ăn ngon tuyệt vời luôn. Sắp tới mình sẽ làm các loại salad nữa, salad từ cà rốt, salad từ củ cải trắng. Làm rất là nhanh và trẻ con cũng rất là thích ăn cái món này.